Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chả giò giòn rụm nhé. Để làm món chả giò giòn rụm, các bạn chuẩn bị cho mình 400 g thịt này. Mình dùng thịt sấn vai nhé, mình xay nhỏ đi. Và các bạn là cả mỡ đấy ạ. Hai cây nấm mèo, hai cây nấm hương, hành thơm, hành lá, 1/2 củ cà rốt, hai quả trứng gà nhé. Và trước tiên thì chúng ta sẽ đi ướp gia vị và mình sẽ sơ chế cái phần rau củ quả này nhé. Để cho phần gia vị này nó được vừa thì các bạn sẽ cho mình vào đây bột canh nhé. Các bạn cho mình 1/2 thìa bột canh, bột ngọt, 1/2 thìa hạt tiêu, mình cũng cho 1/2 thìa nhé. Mình sẽ cho vào đây một ít mắm nữa ạ, để cho nó có thơm mùi mắm nhé. Các bạn là thái cho mình phần nấm mèo ra. Nấm hương nữa ạ. Hành lá, hành thơm các bạn thái nhỏ ra cho mình nhé. Mình trộn đều cái hỗn hợp này lên nhé để mình gói. Dạ, mình dùng cái bánh này để mình cuốn nhé.
Đây à, xong khi mình cuốn xong rồi nhá, bây giờ mình sẽ cho lên bếp để mình chiên nó lên các bạn nhé. Các bạn cho mình chảo lên bếp để mình cho dầu ăn vào mình chiên lên nhé. Cho dầu ăn nóng lên thì các bạn sẽ cho mình bánh rán nhé. Mình chỉ cần chiên với lửa vừa phải thôi nhé. Thế các bạn à, khi những miếng chả giò của chúng ta vàng như này là được rồi nhé. Mình sẽ gắp lên trên để mình cho ra đĩa nhé. Bạn cứ dán vàng như này cho mình là được. Thì các bạn là sau khi mình làm xong nhé, mình đã được một đĩa chả giò như thế này, rất chi là thơm ngon này. Các bạn là cho mình những cái ngọn rau vặt đây và mùi thơm nhé, thì nhìn cho đĩa chả nó sẽ ngon hơn, sinh động hơn. Các bạn thích hãy làm món này cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình để xem những video mới nhất của mình ạ. Mình sẽ cắt một miếng chả giò nhé. Đây, giòn rụm ngon luôn.